Thì để việc nối một cái máy và máy tính con vào trong một cái mạng domain của một mạng LAN thì có rất nhiều thuận lợi, vì ở bài trước chúng ta đã tạo ra cả cái username và password rồi. Và ở bài này chúng ta sẽ tìm cách cài đặt một cái máy máy PC cài trong mạng để nối vào trong một cái miền và một cái domain, thì sẽ giúp cho người quản trị mạng quản lý tốt hơn. Ví dụ ở bài trước chúng ta đã tạo ra cái username là Peter McDonald, bây giờ anh này lại được đặt trong cái group kế toán. Vậy thì chúng ta, người quản trị mạng có thể quy định rằng là những người mà trong phòng kế toán thì chỉ có thể truy cập vào trong mạng LAN nội bộ của công ty vào các ngày 24/6, còn lại 357 thì không, 357 và chủ nhật thì không được truy cập, không được sử dụng máy của công ty để truy cập chẳng hạn. Thì chúng ta có thể thiết lập các cái chính sách truy cập, chính sách an ninh như vậy. Và như vậy mỗi người thì chỉ sử dụng cái tài khoản do người quản trị mạng cung cấp mà thôi, chứ không sử dụng cái tài khoản của mình, không tài khoản sử dụng cái tài khoản administrator trên local của máy. Và chúng ta như vậy cái việc người nào truy cập vào mạng, giờ nào làm cái gì thì quản trị mạng có thể biết được và có thể giám sát chặt chẽ hơn. Vậy thì để mà tạo nối làm được cái việc đó thì điều đầu tiên là phải nối một cái máy, ví dụ máy cái WinXP này vào trong một domain. Và nối vào domain như thế nào thì chúng ta khởi động cái máy. Đầu tiên chúng ta phải khởi động máy DC controller, domain controller của chúng ta lên, tức là cái máy Win Server 203 này. Và sau đó chúng ta khởi động cái WinXP Professional của chúng ta. Chúng ta vào My Computer và chọn Properties. Ở đây chúng ta kích sang mục Computer Name và chúng ta nhấn vào nút Train ở đây. Bây giờ chúng ta nói rằng chúng ta gia nhập vào cái domain là hce.edu.vn và chúng ta nhấn OK. Sau khi chúng ta nhấn OK này thì nó sẽ kiểm tra lại chúng ta có cái domain này hay không. Thì khi trong quá trình cài đặt thì các bạn lưu ý là ở đây chúng tôi lại đặt là hce chứ không phải là hce.edu.vn, thì chúng ta có thể gọi là hce và chúng ta nhấn OK. Thì bây giờ ngay lập tức máy sẽ yêu cầu để mà join vào domain được thì phải có cái username và password mà có quyền đăng nhập vào trong domain. Thì chúng ta giả sử chúng ta sử dụng cái tài khoản administrator của mạng để chúng ta đăng nhập máy này vào, và tài khoản này chỉ sử dụng một lần. Chúng ta sử dụng admin 1234 và rồi chúng ta nhấn OK thì máy sẽ được join vào trong domain. Sau khi mà máy tiến hành join vào domain này thì nó sẽ có một cái bước là khởi động máy lại để những cái thay đổi về mặt security nó được đáp ứng. Và các bạn lưu ý là trong cái quá trình cài đặt thì các bạn nên đặt là hce.edu.vn thì nó sẽ gần thân thiện hơn so với khi mà chúng ta sử dụng, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta cái cùng với cái tên username nó trùng thì nó sẽ hay hơn. Và bây giờ máy của chúng ta đã nối thành công vào trong cái domain HCE rồi và máy sẽ đòi hỏi phải khởi động lại. Rồi chúng ta sẽ nhấn OK và chúng ta nhấn Yes để khởi động máy lại. Như các bạn thấy ở trên màn hình thì sau khi khởi động máy lại thì máy tính không tự động đi thẳng vào bên trong nữa, mà nó sẽ hiện cái màn hình là yêu cầu những cái tổ hợp phím Control on Down để mà chúng ta mới có thể được phép là truy cập vào trong máy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím này, những tổ hợp phím này, và các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ hỏi là chúng ta đăng nhập vào trong cái máy tính WinXP này của chúng ta bằng tài khoản nào. Thì ví dụ anh Peter anh đăng nhập vào thì anh chỉ việc gọi là Peter, và như chúng ta đã tạo mật khẩu là 123456789 và chúng ta chỉ việc nhấn OK. Hình như chúng ta như vậy là chúng ta gõ Peter mà 123456789 thì
cái phần mặc định của nó là log on to là máy 02, và trên máy 02 này thì nó chỉ có tài khoản administrator mà thôi, chứ nó không có tài khoản Peter. Mà cái Peter của chúng ta là cái tài khoản đăng nhập vào trong cái domain HCE, do đó chúng ta vẫn có lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhưng mà phần log on to thì chúng ta phải lựa chọn là HCE, và sau đó chúng ta nhấn OK. À, và máy sẽ hiện cái thông báo là bạn được yêu cầu là cần phải thay đổi mật khẩu ngay ở cái lần mà đăng nhập đầu tiên, để chúng ta nhận cái gợi ý. Và bây giờ anh Peter có thể nhập cái mật khẩu cho riêng anh, ví dụ chúng ta gọi là Peter 4321, và chúng ta gọi lại Peter 4321, và sau đó chúng ta nhấn OK, tiến hành đổi mật khẩu ngay trong lần đăng nhập đầu tiên sử dụng tài khoản. Tức là khi mà người quản trị mà người ta tạo một tài khoản thì người ta biết mật khẩu của tài khoản ấy. Bây giờ người sử dụng tài khoản đó nó thay đổi mật khẩu đi, và chỉ có người sử dụng tài khoản này biết được mật khẩu mà thôi. Và như vậy thì máy sẽ tiến hành việc đăng nhập vào bên trong máy Windows XP này, nhưng mà lại đăng nhập vào trong domain để cho người quản trị mạng dễ bề quản lý hơn, và các cái chính sách an ninh và bảo mật mà chúng ta học ở các bài phía sau sẽ được áp dụng. Chỉ khi mà người người đăng nhập vào máy thì không đăng nhập vào mục local, mà người ta phải đăng nhập vào cái mục là vào trong cái domain HCE và bằng tài khoản của người đó. Và ở đây các bạn thấy rằng là sau khi đã thay đổi mật khẩu thành công thì máy hệ thống sẽ thông báo là mật khẩu của bạn đã được thay đổi, và chúng ta chỉ việc nhấn OK, và sau đó chúng ta tiến hành đăng nhập vào trong máy. Và đến đây thì các bạn đã nắm được cái quy trình là cài đặt Windows XP, rồi cài đặt Windows Server 203, nâng cấp Windows Server 203 thành Domain Controller, tạo ra các cái nhóm khác nhau, tạo ra các cái tài khoản, rồi đưa các cái tài khoản vào trong từng nhóm riêng biệt để dễ bề quản lý. Rồi chúng ta thay đổi chính sách mật khẩu, rồi chúng ta đăng nhập, chúng ta nối một máy Windows XP đơn giản chưa nối vào trong domain bằng mật khẩu quản trị mạng, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập máy Windows XP bằng các cái tài khoản người dùng mà chúng ta tạo ở trong bài trước. Như vậy đó là những cái thao tác cơ bản đầu tiên để hình thành nên một cái mạng LAN có domain controller kiểm tra điều khiển hoạt động của mạng, đóng vai là xương sống của mạng, và rồi có các cái user để đăng nhập vào. Từ nay trở về sau chúng ta sẽ nghiên cứu các cái nội dung như là thiết lập các cái chính sách an ninh và bảo mật trên mạng như thế nào, đồng thời chúng ta sẽ triển khai các cái dịch vụ khác ở trên mạng ra làm sao. Thì đến đây các bạn có thể thấy rằng là Peter đã đăng nhập được vào trong 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 mạng, và chúng ta thấy rằng là khi nhấn nút Start thì ở đây hiện lên cái tên user là Peter McDonald cho chúng ta. Bài học của chúng ta về việc nối một cái máy Windows XP vào trong một domain và đăng nhập vào bằng một cái tài khoản user đến đây là kết thúc.